Cô xin chào các con học sinh lớp 5 thân mến. Chào mừng các con đến với bài giảng điện tử môn lịch sử lớp 5. Các con à, sau khi thực dân Pháp đặt ách đô hộ lên nước ta, nền kinh tế xã hội nước ta đã có những thay đổi như thế nào? Cô mời các con cùng cô đi vào tìm hiểu bài học được mang tên Xã hội Việt Nam cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Nào, bây giờ cô cùng các con đi vào tìm hiểu bài học nhé! Trong bài học ngày hôm nay, các em sẽ biết được 1. Những thay đổi về kinh tế ở Việt Nam cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. 2. Những thay đổi về xã hội ở Việt Nam cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Nào, chúng ta cùng tìm hiểu nội dung thứ nhất. Những thay đổi về kinh tế ở Việt Nam cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Để biết được vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, kinh tế ở Việt Nam có những thay đổi gì, thì mời các em mở sách giáo khoa trang 10 hoặc nhìn lên màn hình cùng đọc thông tin với cô. Vào những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, sau khi dập tắt phong trào đấu tranh vũ trang của nhân dân ta, thực dân Pháp đặt ách thống trị và tăng cường bóc lột, vơ vét tài nguyên đất nước ta. Chúng đẩy mạnh khai thác khoáng sản, nhất là than ở Hòn Gai, Quảng Ninh, thiếc ở Tĩnh Túc, Cao Bằng, bạc ở Ngân Sơn, Bắc Cạn, vàng ở Bồng Miêu, Quảng Nam, để trở về Pháp hay bán cho các nước khác. Các nhà máy điện, nước, xi măng, dệt được xây dựng để sử dụng nguồn nhân công rẻ mạt ở nước ta, nhằm sản xuất các mặt hàng thu lãi lớn hoặc phục vụ sinh hoạt của người Pháp tại Việt Nam. Chúng cướp đất của nông dân, lập đồn điền trồng cao su, chè, cà phê. Đồng thời, hệ thống giao thông vận tải được xây dựng. Lần đầu tiên ở Việt Nam có đường ô tô, đường xe lửa. Như vậy, chúng ta vừa đọc xong thông tin ở trang 10. Các em hãy cho cô biết. Sau khi đặt ách thống trị ở Việt Nam, thực dân Pháp đã thi hành những biện pháp nào để khai thác, bóc lột vơ vét tài nguyên của nước ta? Những việc làm đó đã dẫn đến sự ra đời của những ngành kinh tế mới nào ở nước ta? Câu hỏi không khó đúng không các em? Sau khi thực dân Pháp đặt ách thống trị ở Việt Nam, chúng đã khai thác khoáng sản của đất nước ta. Chúng xây dựng các nhà máy điện, nước, xi măng, dệt, lập các đồn điền, mở mang đường xá để vơ vét tài nguyên và bóc lột sức lao động của người dân nước ta. Ở phần này, các em nắm cho cô nội dung đó là: trước khi thực dân Pháp đặt ách thống trị ở nước ta, thì nền kinh tế của nước ta chủ yếu là nông nghiệp. Còn sau khi thực dân Pháp đặt ách thống trị ở nước ta, thì ở nước ta xuất hiện thêm các hầm mỏ, đồn điền, nhà máy xí nghiệp. Và lần đầu tiên, ở nước ta có đường sắt và đường ô tô. Với những thay đổi về kinh tế này, thì kéo theo xã hội ở Việt Nam cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 cũng sẽ có những thay đổi. Thay đổi đó như thế nào? Chúng ta cùng sang phần tiếp theo. 2. Những thay đổi về xã hội ở Việt Nam cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Mời các em nhìn lên màn hình cùng với cô đọc thông tin trang 11. Sự xuất hiện các ngành kinh tế mới đã làm cho xã hội Việt Nam có nhiều thay đổi.
một số người làm ăn phát đạt đã trở thành chủ xưởng hoặc nhà buôn lớn. Bộ máy cai trị thuộc địa hình thành. Thành thị phát triển, buôn bán mở mang đã làm xuất hiện tầng lớp viên chức, trí thức, chủ xưởng nhỏ. Các nhà máy, hầm mỏ, đồn điền thu hút hàng vạn nông dân mất ruộng đất, nghèo đói vào làm việc và trở thành công nhân. Vào những năm đầu thế kỷ 20, nước ta có khoảng 10 vạn công nhân. Trước đây, trong xã hội Việt Nam, chủ yếu có địa chủ phong kiến và nông dân. Từ cuối thế kỷ 19 đã xuất hiện thêm những giai cấp tầng lớp mới, công nhân, chủ xưởng, nhà buôn, viên chức, trí thức. Để tìm hiểu những thay đổi về xã hội ở Việt Nam cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, cô có hai câu hỏi. Trước khi thực dân Pháp xâm lược, xã hội Việt Nam có những tầng lớp nào? Sau khi thực dân Pháp đặt ách thống trị, xã hội ở Việt Nam có gì thay đổi? Có thêm những tầng lớp mới nào? Các em cũng biết, trước khi Pháp đặt ách thống trị, kinh tế Việt Nam chủ yếu là nông nghiệp, do đó xã hội Việt Nam chủ yếu sẽ có hai giai cấp, đó là địa chủ phong kiến và nông dân, phải không nào? Sau khi thực dân Pháp đặt ách thống trị ở Việt Nam, sự xuất hiện của các ngành kinh tế mới kéo theo sự thay đổi của xã hội. Bộ máy cai trị thuộc địa hình thành, thành thị phát triển, buôn bán mở mang, làm xuất hiện các tầng lớp mới như viên chức, trí thức, chủ xưởng nhỏ, đặc biệt là giai cấp công nhân. Ở phần này, các em nắm cho cô nội dung đó là trước khi thực dân Pháp đặt ách thống trị, xã hội Việt Nam chủ yếu có hai giai cấp, đó là địa chủ phong kiến và nông dân. Còn sau khi thực dân Pháp đặt ách thống trị, xã hội Việt Nam ngoài hai giai cấp cũ là địa chủ phong kiến và nông dân thì còn có xuất hiện những giai cấp tầng lớp mới như là công nhân, tầng lớp trí thức, viên chức, chủ xưởng nhỏ và nhà buôn. Để trực quan hơn thì cô mời các em quan sát một số hình ảnh nước ta vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Đây là hình ảnh phía bên ngoài nhà ga Hà Nội năm 1900. Đây là hình ảnh phố Hàng Đào, tấp nập người xe qua lại. Còn đây là hình ảnh cầu Long Biên thời Pháp thuộc. Và đây là hình ảnh chợ Đồng Xuân, một trong những chợ lớn nhất ở Hà Nội. Pháp xây dựng năm 1890 và hiện nay vẫn còn. Và cuối cùng là hình ảnh người nông dân trong thời kỳ Pháp thuộc. Quan sát hình này, các em hãy nêu nhận xét về tình cảnh người nông dân Việt Nam trong giai đoạn này. À, trong hình này thì chúng ta cũng thấy là người nông dân phải dùng sức của mình kéo cày dưới ruộng thay cho trâu bò. Họ bị thực dân Pháp bóc lột một cách dã man. Các em thấy những hình ảnh xe lửa, ô tô và nhiều công trình xây dựng rất đẹp, nhưng chúng ra đời là để phục vụ cho sinh hoạt của người Pháp cũng như công cuộc khai phá, vơ vét tài nguyên của đất nước ta. Còn người dân Việt Nam không được đón nhận những điều mới đó mà còn bị bóc lột sức lao động dã man hơn.
Qua bài học này, các em nắm cho cô nội dung, đó là nếu như trước khi thực dân Pháp đặt ách thống trị, nền kinh tế nước ta dựa vào nông nghiệp là chủ yếu, xã hội khi đó chỉ có hai giai cấp, đó là địa chủ phong kiến và nông dân. Thì sau khi thực dân Pháp đặt ách thống trị ở nước ta, chúng đẩy mạnh khai thác khoáng sản, nên xuất hiện nhiều hầm mỏ, rồi những nhà máy được xây dựng để sử dụng nguồn nhân công rẻ mạt ở nước ta. Chúng cướp đất của nông dân để lập đồn điền. Hệ thống giao thông vận tải được xây dựng, lần đầu tiên nước ta có đường ô tô và xe lửa. Sự xuất hiện các ngành kinh tế mới đã làm cho xã hội Việt Nam có nhiều thay đổi, thành thị phát triển, buôn bán mở mang. Người nông dân không còn ruộng đất của mình, đành phải làm việc trong các nhà máy, hầm mỏ. Trước đây, trong xã hội Việt Nam chủ yếu có hai giai cấp là địa chủ phong kiến và nông dân, thì từ cuối thế kỷ 19 đã xuất hiện thêm những tầng lớp giai cấp mới như viên chức, trí thức, chủ xưởng, nhà buôn, công nhân. Mời các em cùng với cô đọc lại nội dung chính của bài. Từ cuối thế kỷ 19, thực dân Pháp tăng cường khai mỏ, lập các nhà máy, đồn điền để vơ vét tài nguyên và bóc lột nhân dân ta. Sự xuất hiện các ngành kinh tế mới đã tạo ra những thay đổi trong xã hội Việt Nam. Các giai cấp, tầng lớp mới ra đời như công nhân, chủ xưởng, nhà buôn, viên chức, trí thức, vân vân. Sau tiết học này, các em nhớ ôn bài và chuẩn bị bài Phan Bội Châu và phong trào Đông Du nhé. Còn bây giờ tiết học đã kết thúc. Cảm ơn các em đã theo dõi. Cô chúc các em luôn nhiều sức khỏe và chăm ngoan nhé.